Hôm nay Yuki sẽ ra mắt món mới nha mọi người ơi, cái món cháo lòng thấu đá. Rồi, cháo lòng thấu đá thì nó gồm có những gì đúng không? Thì mình có nhiều sự lựa chọn nha, mình có thể chọn nguyên set của nó hoặc là mình chọn riêng lẻ. Thì cháo lòng của nó bên trong đây thì chỉ có nấm nè, rồi cháo. Nhưng mà đi kèm theo của cái cháo lòng nó thì nó sẽ gồm có những cái thứ này bên trong. Giò chiên, cái này là gì ta? Tim heo, lưỡi heo, rồi lòng với lại giò chường, kèm theo một ít rau nữa nha mọi người. Cái này là hành lá nè, cái này là cái gì ta, cuốn nhủi. Rồi cái này là nguyên set của nó nha mọi người, cái này là nguyên set của nó luôn. Rồi nếu như mà mọi người muốn kêu thêm cái set khác nữa thì nó sẽ gồm có cái gỏi gà trong đây luôn nha mọi người, gỏi gà xé chua cây. Rồi nó là nguyên cái này, nguyên set của nó ha. Mọi người có thể là chọn cái set này hoặc là chọn cái set mà không lấy gỏi, chỉ có lấy cái cháo với lại cái dĩa này thôi cũng được. Nói chung là có rất là nhiều sự lựa chọn ha. Thì tại sao Yuki lại ra mắt cái món thấu đá này? Cái món cháo thấu đá này thì Yuki nghĩ là tại lòng mà thì nó ăn nóng sẽ ngon hơn. Thì khi mà mình ăn ra với lại nhiều bạn thích cái này, nhiều bạn thích cái kia, có thể là nhiều bạn thích cái dồi, nhiều bạn lại thích cái lòng chẳng hạn, thì mọi người có thể có quyền lựa chọn, mọi người có thể bỏ vào ăn theo tùy ý ha. Đó thì như cái này Yuki thích ăn dồi thì Yuki sẽ bỏ dồi vào. Rồi có bạn nào thích ăn hành, các bạn không thích thì như cái này nè, hành Yuki cũng sẽ bỏ riêng. Mọi người có thể bỏ trực tiếp vào nếu mà mọi người thích ha. Rồi húng nhủi nữa, thì thường cháo thì nó phải có hành, vậy lại húng nhủi thì nó mới ngon hơn. Tại nội tạng mà. Rồi, cái này thì mình ăn kèm với lại nước mắm mặn. Còn nóng nữa. Nếu mà bạn nào thích ăn cay thì bỏ miếng ớt vô. Tô cháo lòng này thì hiện tại là có tất cả các chi nhánh luôn ha. À lộn, thì có tại Vì Lăng. Em qua mới gặp anh với kia phải không? Có tại Vì Lăng, Chinatown, rất là bờ đất. Hôm nay mới ra mắt món mới luôn nha mọi người. Món lòng thấu đá, món lòng thì chắc chắn là hồi giờ ai cũng biết rồi, và hầu như quán nào cũng có. Nhưng mà cũng lòng thấu đá thì hôm nay Yuki mới sáng chế ra. Tại Yuki cảm thấy là ăn gì nó ngon hơn. Rồi, mọi người có thể lấy ra chấm với miếng nước mắm. Mà ngon. Mắm hỏi luôn. Không bị tanh nha.